Theo dân trí, khi đến góc phía tây nam của đường Christopher và đại lộ thứ 7, New York, Mỹ, ngay phía trước mặt tiền của cửa hàng bán xì gà, người ta sẽ thấy miếng đất hình tam giác nhỏ nằm trên vỉa hè. Trên miếng đất, một dòng chữ ghi rất rõ, đây là tài sản của Hess và chưa bao giờ được quyên góp với mục đích công cộng. Người ta có thể thấy mảnh đất hình tam giác cân với một cạnh dài 65cm, hai cạnh còn lại dài 70cm. Đúng như lời ghi chú phía bên trên, mảnh đất nhỏ với diện tích 0,32m² này đến nay vẫn thuộc về quyền sở hữu tư nhân và không ai có quyền xâm phạm hay sử dụng. Trở lại câu chuyện của hơn 100 năm về trước, mảnh đất hình tam giác này là một phần tài sản thuộc về một công dân có tên David Hess. Nơi này trước kia từng là vị trí của tòa nhà dân cư 5 tầng với tên gọi Voorhees. Năm 1910, thành phố quyết định xây dựng một tuyến tàu điện ngầm và mở rộng các con đường trong đô thị. Điều này đồng nghĩa với việc phải dỡ bỏ gần 300 tòa nhà trong khu vực. Voorhees nằm trong số những tòa nhà dự kiến bị giải tỏa. Sau khi việc dỡ bỏ được hoàn tất, ông David Hess nhận thấy vẫn còn lại lô đất bé xíu hình tam giác với hai cạnh 70cm, cạnh còn lại 65cm còn sót lại trên nền cũ. Phía chính quyền thành phố nhận ra sai sót của mình trong quá trình khảo sát. Họ đã gửi bản thông báo tới Hess và muốn ông bàn giao nốt tài sản còn lại. Tuy nhiên, ông Hess đã kiên quyết từ chối. Để thể hiện rõ quan điểm của mình, năm 1922, ông Hess đã lát miếng gạch màu đen và vàng với dòng chữ như trên. Hiện miếng gạch và dòng chữ vẫn còn lưu đến ngày nay và đó là những gì người ta vẫn nhìn thấy khi tới khu vực này. Tờ Dân Việt cho hay, năm 1938, mảnh đất được bán lại cho cửa hàng xì gà Village Cigar ngay gần đó với giá 1.000 USD. Hiện nay, bất động sản ở nơi có mảnh đất nhỏ bé này có giá ở mức cao. Một căn nhà có giá khoảng 1,6 triệu USD và giá tăng đều từ năm 2012 đến nay. Nhiều khách du lịch khi đến New York đã tìm tới đây để tận mắt chứng kiến bất động sản bé xíu vào hang nhỏ nhất New York và trên thế giới.